Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Để thực hiện đầu tư được thì trước hết anh chị sẽ cần phải nắm được các cái kiến thức cơ bản về các cái tài sản để đầu tư. Hòa đã làm rất là chi tiết trên kênh YouTube Tiền của tôi Official về các cái tài sản đầu tư bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư, cổ phiếu và vàng để anh chị và các bạn có thể hiểu rõ rất là cơ bản những cái kiến thức thực sự là gần gũi và có tính trải nghiệm thực tế trong quá trình đầu tư của Hòa. Với đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì có tới 26 bài học để anh chị hiểu rõ được trước khi đầu tư, rất là căn bản. Đấy, anh chị vào đây để anh chị xem, và anh chị có thể mở cái danh sách phát này là có thể xem được hết 26 cái bài học. Đây là 26 cái bài học về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, anh chị có thể xem rất là dễ và có minh họa các cái trải nghiệm thực tế tại công ty chứng khoán TCBS để anh chị có thể thực hành giao dịch. Và với cái số tiền giao dịch tối thiểu là 1 triệu đồng là anh chị có thể mua được đầu tư những cái trái phiếu hàng đầu như Vingroup hay là Mansan rồi đấy ạ. Với quỹ đầu tư thì Hòa cũng chia sẻ rất là cơ bản để anh chị và các bạn có thể nắm được, anh chị có thể đầu tư và có thể hiểu. Và có tới 22 cái bài học để anh chị có thể xem và có hướng dẫn minh họa cho các anh chị có thể trải nghiệm đầu tư với số tiền là tối thiểu 10.000 đồng. Anh chị có thể click vào chỗ phát tất cả để xem nhé. Với đầu tư cổ phiếu thì Hòa cũng chia sẻ rất là căn bản, từ hiểu về thị trường chứng khoán, hiểu về giá cổ phiếu, hiểu về margin đó, rồi có thể là mở tài khoản đầu tư như thế nào, rồi hiểu về cái bảng giá cổ phiếu đó, rồi cắt đặt lệnh như thế nào, nộp tiền ra sao, rồi bán các cái cổ phiếu lẻ như thế nào. Đối với đầu tư vàng thì nó cũng khá là gần gũi và đơn giản rồi. Tuy nhiên thì Hòa cũng chia sẻ ở với góc nhìn khác, đó chính là chúng ta mua vàng thật online nhà được, đỡ phải đến cửa hàng vàng để mua thì mất thời gian. Và nếu chúng ta chết đinh vàng thật ý, thì có một cách khác để anh chị và các bạn có thể chết đinh mà không cần chết đinh vàng, thì chúng ta chết đinh bằng CFD. Ở đây có một cái video để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Với tất cả những cái kiến thức như thế này thì Hòa có thể là thường xuyên cập nhật và luôn hỗ trợ cho anh chị trong các comment của anh chị ở cái video này, để có thêm những cái phân tích đánh giá về các cái tài sản, rồi cập nhật các cái thông tin về các tài sản, thì anh chị hãy bấm vào phần đăng ký và click vào cái nút chuông để mà nhận được các cái video mới nhất về việc là trải nghiệm các cái tài sản, đánh giá về các cái tài sản, phân tích về các tài sản. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc anh chị và các bạn luôn đầu tư một cách vui vẻ, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.